Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh video của Phương. Hôm nay Phương quyết định là khoe các bạn một cái khung ảnh mà Phương đã làm rất lâu rồi. Hôm nay Phương mới khoe cái tác phẩm này cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta cùng xem nha. Khung ảnh này thì các bạn có thể mua giấy về, dụng cụ về và các bạn tự làm cho mình một cái khung ảnh như thế này ha. Không có khó đâu nha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ để ảnh chân dung của mình hoặc là ảnh của gia đình vào y văn Phương nha. Tại vì ở đây là do Phương tắt đèn á, nên là ánh đèn nó bị nó chiếu bóng xuống nha. Rồi, các bạn hãy chuẩn bị giấy và dụng cụ, bắt tay vào làm một cái khung ảnh như thế này để làm những cái tấm hình kỷ niệm cho gia đình của mình nha các bạn. À, Phương giới thiệu luôn, đây là Phương lúc còn nhỏ nè. Đây là ba của Phương và đây là ông nội của Phương. Phương sẽ cho các bạn xem một lần nữa những cái bông hoa này ha. Vui khi mà Phương quay ở xa thì nó bị chiếu bóng, nhưng mà khi mà Phương eo gần thì nó rất là đẹp nha các bạn. Khung ảnh này làm rất là dễ, những bạn mới tập làm thì làm rất là dễ, không có khó. Vừa dễ làm mà vừa có cái để gọi là trang trí trong gia đình, kỷ niệm nữa thì quá là tuyệt vời đúng không các bạn? Mọi thắc mắc các bạn vui lòng ebook Facebook Phương Nguyên nha, hoặc là liên hệ với mình và cái kênh YouTube này cũng được nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.